Xin chào em Việt. Hello anh bạn Thu Anh. Không biết chào bạn. Có nghe nói rõ không vậy anh bạn? Nghe rõ em Việt. Cảm ơn. Cái này về giới tuổi thanh niên. Thì theo luật pháp và hiến pháp của Mỹ là không có vụ mà dưới tuổi hay là trên tuổi gì đó. Khi mà nghi phạm hay là tội phạm sai luật pháp thì cộng thôi. Thì cái vấn đề thì cậu em này mới có 10 tuổi, nhưng mà hồi xưa đó mình đi làm đó có nhiều đứa bé đó là 9 tuổi, 8 tuổi cũng vẫn vô tù bình thường. Cái tội là giống như là có nhiều cậu em đó là đi vào băng đảng, đi sập nhà người ta, hay là đi cướp, hay là đi buôn bán xì ghe ma túy. Đó. Nói chung là vi phạm pháp luật đúng không? Đúng không? Đúng. Đó, vi phạm pháp luật là vô, chứ không có cần tuổi tác gì đó. Còn có vấn đề mà về cái việc mặt xã hội mà đi làm hay là bia rượu đồ thì cái luật pháp á, nó có tuổi đặc biệt riêng đó. Thì cho nên nó khác là khác gì. Còn vi phạm mà là không có cần tuổi tác gì đó. Anh vi phạm cái nghĩa là không cần biết là nhỏ tuổi hay lớn tuổi gì đó. Cho nên có nhiều người đó, họ nghĩ là những tuổi thanh niên hay là trẻ em là ngây thơ. Không có đâu. Không có, đừng bao giờ nghĩ là trẻ em và dưới tuổi thanh niên là ngây thơ đâu. Không có đâu. Một số những thành phần mà dưới tuổi thanh niên và trẻ em á, rất là nghịch, mình gọi là nghịch tử đó, hay là rất là phải nói là đạo đức phá gia chi tử đúng không? Phá gia chi tử. Đúng rồi đó. Cho nên đó, thì hồi xưa đó thì mình có đi làm trong tù mà dưới tuổi thanh niên đó anh bạn Thơ Quang. Thì khi mà anh bị tùy theo cái tội của anh, thì thường mà mấy cái tội nhẹ đó họ nhốt khoảng là 3 tháng, 4 tháng, nhiều khi 6 tháng. Đó. Giống như cái tội ăn cắp lặt vặt hay là đi sập tiệm, sập nhà người ta. Còn cái tội mà buôn bán xì ke ma túy là khác nữa nha. Và cái tội mà dính líu về băng đảng giết người là khác nữa. Thì đa số một số những thành phần mà trẻ em mà bị tù ở trong Mỹ thì thường cảnh sát nó tới đó, nó còng trước, còng xong rồi á nó dẫn tới trung tâm đô thị cái thù. Trung tâm đô thị cái thù. Xong rồi nó là soạn ra là ok tội nào, xong rồi bắt đầu là nó phỏng vấn những cái tội nhân này là giống như là tâm lý như thế nào nè, gia đình xã hội sao giống như cha mẹ về cái công việc sao, hay là cha mẹ ly dị hay sao, hay là cái môi trường ở như thế nào này nọ đó. Cái nghĩa là họ thông qua cái họ đặt câu hỏi hết á. Câu hỏi xong rồi là bắt đầu là họ chia ra, họ nói là họ nghiên cứu, họ chia ra là họ đưa những người tâm lý gia tới nữa, tâm lý gia để phân biệt cậu em như thế nào này nọ. Thì nói tóm tắt là vậy nè anh bạn Thơ Quang. Hồi xưa mình làm thì đa số những tội những dưới tuổi thanh niên mà ở trong tù á, là 10 đứa đó ra tù đó là ít nhất là 5 đứa trở lại. Cái đó là mình nói thật, cái nghĩa là vô ra vậy đó. Anh biết lý do tại sao không? Tại vì vì cái môi trường xã hội giáo dục á, trong gia đình là một nè, trong về cái mặt xã hội mà nơi mấy đứa em mà ở đó rồi dính líu về là băng đảng này nọ đó, thì thường á làm những cái mặt đó là rất là xấu. Mà khi mà xấu rồi đó, mà những người nào mà bước qua khỏi đó rất là hiếm. Đó, cái thứ hai nữa là tuổi những trẻ em mà tuổi còn anh em gọi là ngây thơ đó, thứ nhất là không có sợ không có sợ gì đó, tại vì nó đâu có làm gì đặc biệt đâu, trừ khi mà giết người hay là băng đảng hay cướp á, thì biết sợ thôi. Nhưng mà trở về cái vấn đề mà băng đảng hay giết người đó thì nhốt đến khi nào 18 tuổi á, là chuyển qua tù lớn. Tù người lớn rồi xử theo hành vi cái tội đó là bao nhiêu năm. Nhưng bây giờ đứa nhỏ đó là ở mới có 10 tuổi mà tội giết người đi, là tội giết người thường thường là 25 năm trở lên đó, 25 năm trở lên. Thì khi mà đứa nhỏ trong tù đó là bắt đầu 10 tuổi thì ở đến 8 năm xong rồi là đến 18 tuổi. Đến 18 tuổi là chuyển đủ 18 tuổi xong rồi chuyển tới cái tù lớn đó. Còn mà những đứa em mà ở mấy năm á thì chuyển qua những cái tù nhỏ. Tại cái trung tâm á, thì khi ở tù á, là cỡ là cả 1.000 đứa vậy, hay là 2.000 đứa, 3.000 trẻ em vậy. Rồi khi được bắt đầu họ soạn ra, họ phân ra, giống như là trẻ em nào giống như tội mà lạc vặt thì nhốt khu lạc vặt, còn trẻ em nào mà tội mà nặng á, thì vô mấy cái khu nặng này nọ đó. Thì như phân loại ra đúng không? Giống như là phân loại ra là đúng rồi anh, phân loại ra. Thì trong tù á, thì cũng có cho đi học đàng hoàng, nhưng mà nói mà học á, thì học cho có thôi anh. Cũng như những người mà Việt Nam hồi xưa mà ở trong mấy cái trại tị nạn rồi tiếng thì hơn. Nghe nói là đi học vậy thôi, chứ sự thật là học cho có thôi à, cái đó là chỉ học cho qua ngày để mong là đi qua Mỹ vậy thôi, chứ sự thật thì mấy đứa em mà ở bên trong tù cũng vậy nữa, cái nghĩa là học cho có để chờ đi ra tù thôi à. Cho nên học thì có học, nhưng mà cái vấn đề mà xảy ra mà đánh lộn ở trong tù á là thường ngày nào cũng là đánh lộn hết đó. Tại cái thứ nhất băng đảng, hai băng đảng nó kỵ nhau, cái bắt đầu là đánh nhau là một nè. Mà khi ở trong tù anh đi đó là anh phải vòng tay lại, xếp hàng vòng tay lại đó, anh mà nhúc nhích là nó chặn đầu, nó bẻ tay à đó, phải vòng tay. Đó là đúng, đó là theo cái luật. Tại vì anh vòng tay lại là cái hành động của anh là anh không có kiểu giống là đánh những người đi trước hay đánh người đi sau hay này nọ, anh phải vòng tay lại, không trong tư thế sẵn sàng gọi là động thủ đúng không? Đúng rồi, đó là cái thứ nhất. Mà khi á, mà ví dụ là hai cái cậu thanh niên kia mà đánh nhau đó, thì những người mà quản lý đó họ thủ càng, họ nói á, phải là nằm xuống, là anh phải nằm xuống, bỏ hai cái tay thẳng ra, bỏ hai cái tay thẳng ra và nằm thẳng vậy nè, không có nhìn lên gì đó, cái mặt là nhìn xuống. Mà anh nhúc nhích á, mà anh đứng dậy á, là nó tới nó bẻ gãy tay ráng chịu á. Đó là quất liền đúng không? Nó quất liền. Đó là theo là trong cái quy định của tù vậy đó. Còn khi mà nếu mà ăn uống á, thì dĩ nhiên buổi trưa ăn uống á thì phải xếp hàng, giống như là trong quân đội vậy, xếp hàng. Đó, giống như họ chia ra từng ấy. Còn mà phân ra mà ngủ đó là cái nghĩa là hai đứa một phòng. Mà cái phòng á nó vừa đủ tiêu chuẩn cỡ giống như là bằng cái chỗ mình đậu xe thôi anh. Vậy thôi, nó chỉ bằng cái chỗ mình đậu xe thôi. Đó là hai đứa một phòng. Rồi cái bức tường á là 4 cái bức tường, chỉ có cái cửa đó là nó bằng cái anh biết cái kiến hậu mà ở trong xe của mình á. Vậy thôi, nó chỉ bằng cái kiến hậu trong xe của mình á, để là những người quản lý khi mà tụi nó bấm chuông hay này nọ, hay là khổ cửa gì đó, bấm chuông vậy thì những người quản lý đó họ tới họ nhìn coi thử làm sao sao cặn gì. Rồi nó có cái lỗ một xíu để là nói trao đổi về thông tin. Giống như ví dụ cậu đó cậu cần đi bác sĩ hay đi này nọ thì quản lý họ buổi là đưa tay ra, họ còng xong rồi bắt đầu là đi ra đó vậy đó. Cho nên nó rất là khắt khe, không có vụ mà đi làm hay là không có vụ như là ở Việt Nam mà phải nói là cầm dao mà để mà mổ gà mổ vịt, hay là cầm búa mà để mà làm công việc này nọ đó, không có đâu, không có vụ đó, không bao giờ. Cái đó là dưới tuổi thanh niên hồi xưa mình làm khoảng là 3 năm mấy, xong rồi thời gian đó, mình hỏi có một số cậu em thanh niên Việt Nam một số cậu em Việt Nam ở trong đó, xong rồi ra đời thì gặp mình thì mấy cậu cũng nói là cái tuổi thơ hồi xưa cũng như là ham chơi này nọ rồi vậy đó bạn Thu An. Cho nên nhưng mà lớn lên đó một số cậu cũng đi theo con đường cũ anh ơi. Thường thường á, những cái thành phần mà tội phạm á là đa số là quay đường cũ không à. Mình nói là phải nói là ít nhất là 50% là quay đường cũ. Cái đó mình nói thật, không phải là đây mình nói xấu, tại vì cái đó là theo cái trong cái tâm thức của nó, những cái thành phần mà giống như là ham giàu nhanh hay là ham mà muốn hưởng hay là muốn giống như ở Việt Nam mình có cái câu gọi là người quen đường cũ đó, đúng không? Đúng rồi, người quen đường cũ vậy anh bạn thưa Quang, nó không có chính xác gì đó đó. Cho nên nó có nhiều người nói ô tại sao trẻ em ở bên Mỹ phải này nọ. Không có đâu, trẻ em bên Mỹ á, nó bướng bỉnh và nó kỳ lạ lắm và có những cái hành động đó. Nhưng mà ai Việt ở bên Mỹ á, ở bên Mỹ á, trong có cái ban ngành nào gọi là chuyên về gọi là hội bảo vệ trẻ em gì không? Có không? Có à? Có hội, có cái đó thì có, cái đó là nó thì anh mình đã nói anh là cái hội bảo vệ trẻ em trong một cái quận này, giống như mình nói là trong một cái thành phố Hồ Chí Minh đi, là một ngày ít nhất xảy ra vụ là ít nhất là mình nói một ngày trong quận thôi đó nha, là ít nhất là 50 đến 60 vụ xảy ra rồi đó. Giống như cha mày đánh đập này, cha mày hết dâm này, cha mày bỏ rơi nè, cha mẹ la lại nè, cha mẹ là kiểu giống như là không có chăm sóc này nọ nè, hay là nó có nhiều chuyện đó, nó có 5 cái lĩnh vực lận đó. Cho nên nó là một quận là ít nhất là một ngày ít nhất là 50 cái hồ sơ nó tới. Mà anh nghĩ được một ngày một quận thôi đó nha, còn mình nói 5 quận là ít nhất là 300 cái hồ sơ tới rồi. Nhưng mà sau này họ thống kê ra, giống như ví dụ những cái lẻ tẻ hay này nọ đó là họ xóa đi, nhưng mà họ tới họ điều tra coi có cái gì không á, thì họ điều tra. Còn cái nào mà nguy hiểm á, giống như cha mẹ đánh đập nè, hay là hiếp dâm, hay là cha mẹ bỏ rơi đói hay này nọ, rồi những cái môi trường mà nhà cửa đồ nó dơ bẩn này là để họ tới họ này nọ, thì có cái đó là bắt buộc. Cái đó nó gọi là CPS đó, nó gọi là Child Protection Service đó, là bất cứ nước Mỹ chỗ nào cũng có đó. Cho nên những người mà công tố viên hay những người mà làm trong phục vụ đó đó, họ cũng rất là vất vả anh, vất vả lắm. Cái thứ nhất vậy nè, cái vấn đề mà về cái môi trường xã hội mà giáo dục và những cái gia đình mà họ không có cái giáo dục tốt á, chuyện đó nó xảy ra rất là bình thường. Cái thứ hai nữa, cái vấn đề về cái tâm lý của những người mà nó có nhiều bộ tộc đó, nó giống như nhiều sát dân đó, họ cái kiểu mà giáo dục của họ nó khác với cái giáo dục của Mỹ hay này nọ đó. Nhiều khi mấy đứa nhỏ nó ỷ lại, giống như là ở Mỹ là có bảo vệ hay có gì là cảnh sát bảo vệ đó, cho nên nó rất là bướng bỉnh. Rồi nhiều khi cha mẹ rất là bực mình, đánh la hay này nọ rồi đó. Mà khi mà nó khóc thì nó cảm thấy ấy, là bắt đầu nó xuống nó mát cô giáo hay là hậu trưởng hay này nọ. Cho nên nhiều khi cái nhiệm vụ của những người cô giáo ở bên Mỹ hay là bất cứ người hàng xóm cũng vậy nữa, khi mà thấy cái gì mà nghi là họ báo cảnh sát đó, họ báo cảnh sát thì dĩ nhiên những cái thông tin đó là mật, những cái thông tin đó là họ không có tiết lộ cho những người giống như nạn nhân hay này nọ đó, giống như họ không có nói là ô cái người kia báo này nọ, không có, họ báo thì sao anh bạn? Nhưng mà ý mình nói giống như cái câu chuyện của bé 10 tuổi vừa rồi á, thì cái hội bảo vệ trẻ em của Mỹ á, họ có cử người đến đó để cùng làm việc với cảnh sát hay không, hoặc là ít ra là họ có những động thái gì đó tới hỏi thăm cậu bé đó, hay là quan tâm tới cái câu chuyện của cậu bé đó hay không? Không, cái đó tại cậu bé đó là tội phạm, cái đó là dính líu về tội phạm rồi anh. Nó khác với những người mà nó khác những đứa trẻ mà bị hành hung đó, bị ngược đãi đúng không? Bị ngược đãi, đại khái là bị ngược đãi. Đúng rồi, bị ngược đãi nó khác. Cái này là cậu bé này là dính líu về là cái tội gọi là họ chưa nghĩ là cái cậu này giỡn chơi, hay là cái cậu này cố tình. Mà tại khi mà anh mở miệng ra mà anh nói là anh sẽ mang súng anh bắn giết người là cái tội đó gọi là cái hăm dọa, đúng không? Đại khái là hăm dọa. Đúng rồi, thì cái tội đó họ sẽ bảo vệ liền, họ bảo vệ là họ sẽ đem cậu đó ra họ nhốt, xong rồi là họ điều tra rồi thẩm vấn cha mẹ, rồi sau rồi họ thẩm vấn thầy cô giáo, sau rồi họ thẩm vấn hàng xóm, sau rồi nhiều khi họ thẩm vấn mấy đứa bạn trẻ này nọ rồi vậy nữa đó. Thì để họ học lại, họ nghiên cứu, rồi có những người tâm lý gia tới đặt câu hỏi với cậu đó, rồi cho cậu đó giống như là trả lời 10 câu hỏi hay 11 câu hỏi hay là 100 câu hỏi này nọ đó, thì để họ nghiên cứu cái tâm lý của cậu bé đó như thế nào, bị sao hay là tự nhiên sao rồi vậy đó. Thì nó cũng có nhiều cái quy trình và cái môi trường cái cậu đó ở đó, là ví dụ là cái khu đó là Mỹ trắng không, hay là Mỹ trắng đó cái khu đó nó kỳ thị hay là sao rồi vậy đó, anh hiểu không? Cho nên cái vấn đề mà những người mà bảo hành tuổi trẻ em á, là cái chuyện đó là chuyện khác. Còn cái chuyện mà về mà dính líu về pháp luật á, là về cảnh sát, về chuyên gia, về cảnh sát tâm lý á, và cái ngành an ninh của cảnh sát á, thì nó khác nữa anh. Đó, nó khác nữa. Đó. Ok. Xin chào Trung. Trung có câu hỏi nào hay cái vấn đề gì chia sẻ với ai vậy không? Anh bạn Thu Anh, tới giờ mình cũng đi vô làm chiều mình trễ rồi, tại vì mình đang đặt câu hỏi cho anh. Chào anh em, chào mọi người nha. Cảm ơn anh em. Ok, xin chào ai về, cảm ơn ai về rất là nhiều.